Cậu đã gọi cho bên xử lý chất thải độc hại chưa? Bao lâu nữa người ta mới tới? Dạ, em gọi rồi. Hiện tại bên đó đang huy động nguồn nhân lực đi xử lý bên khác. Khoảng một tuần nữa họ mới tới bên mình. Ừ, thôi được rồi. Bây giờ cậu xả nước thải ra sông cho tôi. Dạ thưa sếp, nhỡ đâu người ta sử dụng nguồn nước đó thì hậu quả khó lường lắm. Thế làm hay nghỉ? Cậu nên nhớ, cậu cần công việc này để nuôi gia đình. Em... đi làm đi! Dạ, vâng. Thôi được rồi, cứ tạm dừng ở đây đã. Thế chúng mày mang những gì rồi? Tao á, mang một ít xúc xích mì, tí mì thôi. Còn tao mang nồi mới lèo, thế còn thằng Huy? Hôm qua đã thống nhất với nhau là không mang gì rồi mà. Tao mang mỗi cái bật lửa. Thế giờ tính sao? À đấy, mì không có nước thì nấu kiểu gì? Thôi được rồi, tao đã có cách. Hai thằng chúng mày đi kiếm củi đi. Còn tao sẽ đi quanh đây xem có nguồn nước nào không. Hôm qua tao xem ở trên mạng, ở gần đây có một cái suối, để tao đi tìm thử. Thôi mày đi đi, cứ về là có đồ mày cần. Đi nhanh nhá. Cô ơi, cho cháu cốc nước ạ. À, đợi cô tí nhé. Đây, của cháu đây. Cháu cảm ơn. Đây là nước gì đấy hả cô? Nước mát nhà cô tự nấu công thức riêng nhé. Giờ cho cô xin ý kiến nhé. Ở đây hẻo lánh, sao cô không ra đường lớn bán hả cô? Ở đây là khu picnic cháu ạ, nên là cũng nhiều người qua lại. Cô bán ở đây để họ đi qua còn có chỗ dừng chân mà uống nước, chứ ra ngoài kia xa lắm. À cô ơi, cho con hỏi ở gần đây có cái suối nào không nhỉ? À suối hả? Cứ đi thẳng cái đường kia, 500m nữa là tới. Con gửi ạ. Ừ. Con cảm ơn cô nhé. Xin, ừ. Sao thằng Huy lâu đấy nhỉ? Cả tiếng rồi chưa đến về. Chắc lạc đâu rồi. Hay có chuyện gì? Điên à? Lớn tướng rồi thì có gì mà không lo được. Để tao gọi thử xem sao. Ui giời, nó vứt điện thoại đây rồi. Này, hay đi tìm nó xem sao. Ôi giời. Cậu ơi, cậu gì ơi? Thằng mày đi đâu nhỉ? Ê mày, kia có phải thằng Huy không? Ừ, đúng nó rồi. Mà nó đang làm gì nhỉ? Đi, tao với mày ra xem. Huy ơi. Thank you.
Mày thì sao vậy? Tao mới trông bản thân của mày đây. Bình tĩnh lại đi. Đừng cút rồi, tao đuối quá. Mày lên đi, tao đẩy. Đưa tay đây. Mày đi đi, đi gọi người, nhanh. Không, tao phải đi với mày. Mày cứ kệ tao, đi đi. Giời ơi. Anh ơi, đây đây. Đạt ơi. Đạt. Mày sao rồi? Đạt, Đạt ơi. Cho mày xe cứu thương lên đây. Hiện tại, tình trạng của hai người bạn cậu khá là nguy hiểm. Nếu không ngăn chặn kịp thời, thì sẽ có thể nhiều người phải bỏ mạng hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hai người bị cắn. Vậy giờ, chúng ta phải làm sao? Tôi e là, việc này chúng ta không đủ khả năng để giải quyết. Vậy là, bạn tôi sẽ không được cứu sao? Chỉ có một người có thể giúp được bạn của cậu. Ai vậy? Theo tôi. Thưa giáo sư David Đại, mọi chuyện là như vậy. Ông có cách nào không? Làm ơn hãy cứu lấy bạn tôi. Nghe các cậu nói là ta đã thấy thú vị rồi. Được, ta sẽ giúp các cậu. Vậy phiền giáo sư rồi. Khoan, chớ vội mừng. Muốn có thuốc giải thì cần phải có máu của người nhiễm bệnh. Việc này các cậu phải tự xử lý rồi, còn lại để ta lo. Đây là con chip ta vừa phát minh. Các cậu biết phải làm gì rồi chứ? Alo, tôi thấy bạn tôi rồi. Anh mau đến đây đi. Nhanh lên nhá. Ôi nhau. Thưa giáo sư, ta có thứ ông cần. Tốt lắm, các cậu cứ về trước đi, sẽ có kết quả sớm thôi. Vâng, chúng tôi xin phép.
Tại sao đàn tao kêu hôm trước bị cắn lại ở đây? Chắc là do những người bị cắn nên virus đã lây. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. À, còn thằng Huy nữa. Cậu ta chạy hướng này rồi. Ơ, có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Mày không nhớ gì sao? Chuyện là như vậy đấy. Anh có thể kể cho tôi biết tại sao anh lại bị như vậy không? Cô ơi, cho cháu cốc nước ạ. À, đợi cô tí nhé. Đây, của cháu đây. Cháu cảm ơn. Đây là nước gì đấy hả cô? Nước mát nhà cô tự nấu công thức riêng đấy. Giờ cho cô xin ý kiến nhé. Ở đây hẻo lánh, sao cô không ra đường lớn bán hả cô? Ở đây là khu picnic cháu ạ. Nên là cũng nhiều người qua lại. Cô bán ở đây để họ đi qua còn có chỗ dừng chân mà uống nước. Chứ ra ngoài kia xa lắm. À, cô ơi, cho con hỏi ở gần đây có cái suối nào không nhỉ? À, suối hả? Cứ đi thẳng cái đường kia, 500m nữa là tới. Con gửi ạ. Con cảm ơn cô nhé. Từ trong lúc đó tôi không nhớ gì thêm. Được rồi, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Hai người về nghỉ ngơi đi. Chào bà, chúng tôi nghi ngờ trong sản phẩm của bà có chứa chất độc hại. Mời bà theo chúng tôi lên phường để hợp tác điều tra. Chào anh, có người đã tố cáo anh về hành vi thải chất độc ra sông. Mời anh theo chúng tôi lên phường để hợp tác điều tra. Mời anh theo tôi.